Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 2, chủ đề 5, đồ chơi thú vị, bài 2, tạo hình robot. Ở bài học này, các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, kéo, hồ dán, những vật liệu có sẵn như bìa, dây, hộp giấy. Mục tiêu bài học: học sinh nhận biết được các hình cơ bản trong sản phẩm mỹ thuật. Học sinh biết cách kết hợp các hình cơ bản để tạo robot. Học sinh tạo được robot bằng cách cắt, ghép giấy, bìa màu. Học sinh chỉ ra cách tạo hình và trang trí robot, cảm nhận được tình yêu thương trong gia đình và kỹ năng giao tiếp, hợp tác trong học tập. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu tiết 1. Các con đã biết robot là gì? Chúng mình cùng xem một đoạn video ngắn sau đây để hiểu rõ hơn về robot nhé! Robot là một cỗ máy hoạt động như con người hoặc làm một công việc nào đó cho con người. Một số robot thậm chí trông giống như con người, có đầu và tay. Cô thực sự muốn có một con robot như vậy để thay mình dọn phòng hay làm giúp bài tập về nhà. Nhưng thực sự là hầu hết các robot thì không trông giống như con người. Và có lẽ các em cũng đã có một con robot giúp các em dọn dẹp phòng hay làm giúp đống bài tập về nhà rồi đấy. Robot có thể là bất cứ hình dạng nào, miễn là cần thiết để hoàn thành công việc. Ran sử dụng robot để giữ cho bản thân khỏe mạnh. Robot của bạn ấy sẽ đảm bảo rằng bạn ấy chỉ nhận một lượng insulin cần thiết để cơ thể khỏe mạnh. Serena thì sử dụng robot để giúp mình giao tiếp. Bạn ấy chỉ cần nhấn một nút và robot sẽ thực hiện tất cả lời nói. Robot cũng được thực hiện để làm những công việc ở xa, những nơi mà hầu hết con người không thể chạm đến. Đây là cánh tay robot đặc biệt trên trạm vũ trụ quốc tế, có thể được sử dụng để nâng và di chuyển vật thể siêu nặng trong không gian. Tính an toàn là một trong những công việc vĩ đại dành cho robot. Trẻ em thì có thể học được rất nhiều từ việc khám phá và làm việc với robot. Trẻ em có thể học lập trình này, viết hướng dẫn riêng cho robot của riêng mình, cũng như là việc chọn các phần phù hợp và ghép chúng lại với nhau. Và trẻ sẽ có thể học luôn cả cách làm việc nhóm. Một trong những điều yêu thích nhất của cô ở robot là chúng thú vị biết nhiều nào. Các con cùng nhau quan sát hai robot mà các bạn học sinh đã tạo ra để tìm hiểu một số nội dung sau. Vật liệu tạo ra robot là gì? Robot có những bộ phận nào? Các hình cơ bản tạo ra robot là những hình nào? Robot có rất nhiều hình dáng khác nhau. Tùy theo hình dáng của robot mà chúng ta có thể sử dụng những vật liệu dạng hình cơ bản để tạo ra chúng, ví dụ như hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác. Robot cũng có thể tạo ra từ nhiều vật liệu đã qua sử dụng như bìa các tông, hộp giấy, chai nhựa. Robot thường có các bộ phận chính như sau: phần đầu, cổ, tay, mình, chân.
Để tạo hình robot, chúng mình sẽ thực hiện như thế nào? Các con cùng nhau tìm hiểu cách thực hiện. Các con có thể tạo hình robot theo 3 bước sau. Bước 1. Cắt bìa giấy, tạo thành các hình cơ bản, làm bộ phận cho robot. Bước 2. Lắp ghép các bộ phận, tạo thành hình robot. Bước 3. Trang trí để robot thêm sinh động hơn. Bây giờ, cô mời các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn để hiểu rõ hơn về cách tạo hình robot. Chúng mình cùng quan sát một số robot do các bạn học sinh tạo nên. Bây giờ là thời gian thực hành của các con. Nội dung thực hành: con hãy chọn vật liệu phù hợp để tạo hình robot theo ý thích. Thời gian thực hành ở tiết học này đã kết thúc. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, hoàn thành sản phẩm tiết 1. Chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, kéo, hồ sán, những vật liệu có sẵn như bìa, dây, hộp giấy. Chào mừng các con quay trở lại môn học mỹ thuật lớp 2, chủ đề 5, đồ chơi thú vị, bài 2, tạo hình robot.
Tiết 2. Ở tiết học này, các con hãy hoàn thành sản phẩm robot đang thực hiện ở tiết học trước. Chúng mình cùng quan sát lại một số sản phẩm tham khảo của các bạn học sinh. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các con hãy trưng bày và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình với bạn bè, với mọi người trong gia đình. Cô gợi ý cho các con bằng các câu hỏi sau: con đã tạo hình robot gì? Con đã dùng vật liệu gì để tạo nên robot đó? Con hãy chia sẻ ý tưởng tạo hình gia đình robot. Các con hãy cùng nhau kể về gia đình robot. Chúng mình hãy kết hợp các hình robot để kể câu chuyện về gia đình. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò bài sau, bài 3 của chủ đề 5, con rối đáng yêu. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, kéo, hồ dán, những vật liệu có sẵn như bìa, dây, hộp giấy. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.